Vô thành là mấy bữa nay nó muốn chết, và bữa nay thì trước khi chết mình sẽ làm về một cái liên khay. Liên khay nó sẽ có dạng như này. Đó, thì cái liên khay này nó cũng là liên khay dễ thôi, nó dùng những cái chiếc nâng cao có cơ bản có, nhưng mà nâng cao đây mình dùng những chiếc nâng cao nó phổ biến, kiểu là nó dễ được nhiều người ta mới chơi, mấy thằng mới chơi thì nó dùng trong combo của người ta đó. Còn những cái mà kiểu khó quá thì mấy thằng mà chơi lâu, kiểu chơi lâu rất là lâu rồi người ta mới dùng được, thì mình không có dùng những chiếc kiểu vậy thì nó không phù hợp với cái chủ đề của clip này là về cái liên khay dễ đó. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu bằng Tectonic. Cái chiếc này thì mình nhắc rất là nhiều lần rồi, và mình sẽ để cái clip của tôi nước ngoài ở đây. Ở đây các bạn để thấy có cái tên chiếc, bạn nào mà lên bằng máy tính thì mới thấy có cái tên chiếc, các bạn bấm vô thì nó sẽ đi tới clip tôi nước ngoài. Còn bạn nào mà lên bằng điện thoại thì có thể xem ở cái phần mô tả dưới clip, mình sẽ để cái link ở dưới đó. Ở tôi sẽ nó sẽ đi như này đó. Đây mình làm chậm lại cho bạn nào mà muốn coi sơ qua, thì các bạn sẽ chạc lên như này, và các bạn cho nó lăn qua ngón giữa, và các bạn lấy cái con ngón trỏ các bạn đẩy cái bút lên đây. Đó, đây là Titanic đó, như này. Và sau khi bạn lên tới đây các bạn sẽ pass xuống, pass xuống, pass. Các bạn pass là nó đi như này, mà các bạn chỉ lấy cái đoạn đầu thôi, đoạn đầu là nó đi từ từ trên xuống dưới như này thôi. Thế là Titanic lên xong đi xuống dưới, Titanic lên đi xuống dưới như này. Cái này là gọi double chạc. Sau đó các bạn sẽ lấy cái ngón trỏ các bạn đưa qua đây, các bạn móc cái bút lên đây, đi lên đi xuống lên đây đó, như này, lên xuống lên đây. Và khi mà lên đây các bạn sẽ úp cái tay xuống và các bạn kéo theo cái bút luôn, lên xuống lên đây, úp cái tay xuống kéo theo cái bút luôn đó, lên xuống đó. Và các bạn sẽ pass pass qua đây, lên xuống úp qua đây, pass qua đây luôn, pass qua như này đó. Cái này bạn nào mà xem không kịp thì có thể tua chậm lại, mình sẽ làm hoặc là chậm để mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được đó. Qua như này, qua như này. Và các bạn sẽ úp cái tay, vừa úp cái tay xuống và vừa pass từ ở trên xuống dưới như này đó, pass xuống như này, hay là các bạn gọi là Titanic reverse cũng được đó. Đi xuống như này, nó từ ngón này nó đi xuống ngón này, nó sẽ đi như này đó, đi xuống đây và đi qua đây. Và các bạn đồng thời các bạn quất tay như này, quất tay như này. Khi mà nó đi xuống ống thì bạn quất tay một cái như này, qua đây, qua đây đó, quất tay một cái như này, xuống đây, qua đây, và quất tay một cái, xuống đây, qua đây, quất tay một cái đó, như này. Từ đầu tới cuối thì nó sẽ đi như này, lên đây, qua đây, xuống đây, quất tay một cái. Và nó sẽ, các bạn sẽ pass lên đây đó, pass lên đây, từ ở dưới ống các bạn lên đây, và tay thì vẫn úp, đi lên đi xuống, qua đây, quất qua đây, sau đó lên đây, và Titanic lên lại, lên đây, quất qua đây, pass lên đây, và Titanic qua. Xong đó các bạn sẽ Titanic ngược cho xuống lại, kéo y chang như khúc đầu thôi, cái này y chang như khúc đầu thôi. Qua đây, pass lên đây, Titanic lên xuống lại và lại lên tiếp đó. Nó dạng double chạc, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên và burst qua đó. Từ đầu tới cuối nó sẽ đi như này, lên đây xuống đây, lên đây xuống đây, qua đây quất tay xuống, quất đây, lên đây xuống đây, qua đây quất tay xuống, quất đây, và pass lên đây, qua đây xuống lại, lên lại và burst qua đó. Làm nguyên cái liên khay hoàn chỉnh nó sẽ đi giống như là ban đầu mình làm đó, kiểu như vậy. Thì lên combo nó sẽ dạng như này đó, kiểu quay xong cái liên khay mình sẽ quay một cái gì đó. Thì clip tới đây là hết, và mình xin phép được chớt. Các bạn xem video của mình, nếu mà thấy hay thì có lẽ like ủng hộ mình. Mình sẽ ra thêm nhiều cái clip như này nữa để mà các bạn có cái để mà các bạn tập thêm, để mình nâng cao cái trình độ PS của bản thân, trình độ uy của bản thân. Yeah, share và like để ủng hộ.